Yến Nhi chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Tết, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp từ công nghệ hướng đến một cuộc sống tương lai. Và như thường lệ thì mở đầu chương trình, mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin. Mới đây, Viettel đã được Cơ quan Quản lý Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ USPTO cấp bằng sáng chế độc quyền với hai sáng chế là anten 2 phân cực giải rộng và ống kính hồng ngoại sóng trung zoom liên tục tỷ số zoom lớn. Tính trong năm 2021, Viettel là tổ chức có số lượng đăng ký bằng sáng chế cao nhất tại Việt Nam. Công ty đã nộp 66 đơn đăng ký sáng chế lên Cục Sở hữu Trí tuệ USPTO. Đây cũng là doanh nghiệp công nghệ có nhiều bằng sáng chế độc quyền của Hoa Kỳ nhất tại Việt Nam. Vừa qua, tập đoàn điện tử Sony thông báo sẽ thành lập công ty Sony Mobility trong đầu năm 2022 nhằm thâm nhập vào thị trường xe điện. Tuyên bố này được đưa ra nhân dịp sự kiện ra mắt mẫu xe điện mới tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022. Hiện tại, hãng đang thử nghiệm công nghệ lái xe tự động. Mặc dù lĩnh vực xe điện của Sony hiện có quy mô nhỏ, nhưng đang được quan tâm và thu hút nhiều nhà đầu tư. Vừa qua, Samsung đã chính thức trình làng chiếc Galaxy S21 FE 5G, được xem là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Chiếc điện thoại này mang phong cách năng động, trẻ trung với nhiều màu sắc khác nhau. Để những bạn trẻ có thể thoải mái lựa chọn theo cá tính của mình, Galaxy S21 FE 5G được Samsung trang bị cùng camera chuyên nghiệp với camera selfie 32MP, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà, sắc nét cho người dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sở hữu viên pin lớn cùng khả năng sạc nhanh 25W và chạy trên hệ điều hành One UI 4, giúp người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm của chính mình. Và Galaxy S21 FE sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 với giá khởi điểm từ 15.990.000 đồng. Nhằm vinh danh những thiết bị nghe nhìn xuất sắc nhất năm, vừa qua tại lễ trao giải Editor's Choice Awards 2021, loa siêu trầm SVS 3000 Micro đã được xướng tên ở hạng mục loa siêu trầm cỡ nhỏ của năm. Chiếc subwoofer này đến từ thương hiệu loa siêu trầm hàng đầu thế giới SVS. Đây cũng chính là hãng loa có những bước phát triển bứt phá nhất trong những năm gần đây. Nhận được nhiều những đánh giá tích cực, giải thưởng danh giá từ hơn 55 tạp chí âm thanh hàng đầu thế giới. Điểm khác biệt đột phá của SVS 3000 Micro so với các sản phẩm loa siêu trầm khác trên thị trường là sản phẩm này sở hữu một thùng loa siêu nhỏ chỉ tương đương với một tờ giấy A4, nhưng lại sở hữu đến hai củ loa siêu trầm kép được thiết kế hai bên để giúp giảm nhiễu. Và SVS 3000 Micro có thể đạt lên đến đỉnh công suất 2500W, giúp mang đến một trải nghiệm âm trầm sâu và đầy nội lực cho người dùng. Với kích thước siêu nhỏ và thiết kế hiện đại của mình, người chơi có thể dễ dàng đặt từ 2, 3, thậm chí là 5 chiếc sub 3000 micro trong phòng nghe, giúp trải nghiệm âm thanh được nâng cấp toàn diện nhưng không hề chiếm không gian, lại rất tôn vinh nội thất. Hơn nữa, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí tần số của chúng thông qua app điện thoại. Và như mọi chiếc loa siêu trầm khác của SVS, 3000 Micro có thể kết hợp nhịp nhàng với mọi dàn loa khác. Trang web của SVS sẽ giúp bạn chọn chiếc sub SVS phù hợp cho dàn loa hiện tại, cũng như hướng dẫn cách cài đặt để tối ưu nhất công năng sử dụng. Các bệnh lý về hô hấp như viêm họng là bệnh lý phổ biến vào thời điểm giao mùa với triệu chứng khác nhau. Đặc biệt, với những người bị viêm họng mãn thì một trong những biểu hiện rõ rệt nhất là chứng hôi miệng. Theo các chuyên gia, để khắc phục bệnh lý này thì ngoài chú trọng tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, việc giữ vệ sinh kháng khuẩn bằng nước súc miệng họng Hoàng Hường Care Medic cũng có ý nghĩa quan trọng. Sản phẩm được bào chế từ thảo dược thiên nhiên có chứa 3 hoạt chất chính là tinh dầu trầu không, đinh hương và bạc hà, được cấp phép là thiết bị y tế loại A. Nước súc miệng này giúp kháng khuẩn, trắng răng, thơm miệng, ngừa sâu răng. Xu hướng hiện nay là người ta dùng cái rào thảo dược thiên nhiên. Mà ở đây là công ty dược Hoàng Hường đã cho ra mắt sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Chemedic từ thảo dược và không chứa cồn, giúp giảm bớt cảm giác nóng rát và khô miệng, hỗ trợ điều trị tốt cho người bị nhiệt miệng, mắc chứng khô miệng. Tất cả mọi lứa tuổi đều dùng được cả. Quý vị, và để tiếp nối chương trình thì ngày hôm nay Cà Phê Tết có một buổi hẹn cùng với stylist Hoàng Cu và để xem câu chuyện công nghệ thú vị nào sẽ có mặt tại nhà của anh nhé. Và như thường lệ thì để đảm bảo an toàn dịch, Yến Nhi sẽ tiếp tục đại diện ekip Cà Phê Tết cùng ghi lại trải nghiệm thú vị này.
Xin chào anh Hoàng. Xin chào mọi người. Mọi người vào nhà chơi được không một chút nhé, mình đang cắm hoa. Dạ wow, anh Hoàng rất là khéo tài ha. Mà không gian bếp của mình cũng trông rất là hoành tráng nữa. Đúng rồi, Hoàng đã quyết định làm cái đảo bếp rất là lớn như thế này, gần như là chiếm đến 1/2 căn nhà của mình, bởi vì Hoàng nghĩ rằng đây sẽ là nơi mà Hoàng dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Và ngoài ra thì Hoàng còn có thể dành nơi này để cắm hoa, cũng là một sở thích khác, và gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần, có thể chill và trò chuyện với nhau. Và đây là phòng khách của Hoàng Cu. Khi vừa vào thì Yến Nhi đã thấy ngôi nhà của mình được thiết kế khá là tối giản và hiện đại. Anh có thể chia sẻ bí kíp của mình để có được không gian sống như hiện tại không ạ? Thật ra thì đối với Hoàng, trong căn nhà của mình hay trong phòng khách nói riêng thì có 3 vật dụng quan trọng nhất. Đó chính là bộ sofa, các vật dụng trang trí nhỏ như là sách này, lọ hoa hay những khay đĩa nhỏ. Nhưng mà thực chất thì ở trong căn nhà của Hoàng thì mỗi một thứ nội thất nó lại mang một màu sắc khác nhau. Và cũng chính vì thế nên là Hoàng Cu có thể dễ dàng thay đổi được nội thất trong nhà theo mùa và theo sở thích cá nhân của mình. Và một vật dụng nội thất nữa mà Hoàng cực kỳ là hào hứng muốn khoe cho mọi người bây giờ, đó chính là chiếc TV Samsung The Frame. Đối với Hoàng thì TV không chỉ là một vật dụng giải trí mà nó còn như một món đồ nội thất để trang trí cho căn phòng khách. Thì nó có kho dữ liệu tranh lên đến hơn 1.000 bức, có thể thay đổi được theo ngày và thay đổi được theo cả cảm xúc của cá nhân của Hoàng nữa. Và tất nhiên thì hình ảnh đẹp thì phải đi kèm với âm thanh hay. Chính vì thế nên là khi mà mua chiếc TV này thì họ đã mua kèm theo một chiếc loa sound bar của Samsung. Cái hay của nó là nó đồng bộ, chỉ cần duy nhất một chiếc điều khiển này thôi là chúng ta có thể bật luôn được cả hai. Vậy thì không biết là hôm nay phù thủy thời trang của chúng ta có màn biến hóa đặc biệt nào cho không gian sống của mình không ta? Không cần mọi người phải chờ đâu, ngay bây giờ phù thủy thời trang sẽ phù phép biến căn nhà thành mùa đông cho mọi người xem. Và mọi người thấy sao ạ? Wow, đẹp quá luôn. Và với set decor lần này thì mọi người có thể thấy Hoàng đã thay đổi chiếc TV treo trên tường, Hoàng đã chuyển xuống đây cùng với chân đế studio ở đây. Khung TV Hoàng cũng đã thay thành màu trắng rồi. Thao tác thì cực kỳ dễ thôi, mình chỉ cần tháo và lắp, nghe tiếng click là xong rồi. Và mùa đông thì tất nhiên là không thể thiếu cây thông Noel rồi đúng không ạ? Set đồ mùa đông này thì Hoàng sử dụng tông màu trắng là chủ yếu. Sài Gòn thì không có mùa đông, chính vì thế nên là nhiều lúc Hoàng cảm thấy rất là nhớ đến Hà Nội, nhớ cái không khí mùa đông mà Hà Nội se se lạnh. Cảm giác là nhớ Hà Nội ra viết luôn, nhớ bạn bè mình rất là nhiều. Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người một tính năng rất là hay, đó chính là tính năng multi view, đa màn hình. Mọi người chỉ cần kết nối với điện thoại, với TV thôi, rất đơn giản luôn. Đã trở lại thực tại từ đây, mọi người thấy sao ạ? Từ khi mà mình quyết định 5 tiếng thì căn nhà này có ý nghĩa như thế nào đối với anh ạ? Đầu tiên thì các ngôi nhà này nó là cái động lực cho Hoàng trước, bởi vì đây là cái căn nhà đầu tiên mà Hoàng sở hữu. Mọi người thường biết rằng là trai Hà Nội thường hay sống với bố mẹ, và chính vì thế nên là từ khi vào Nam lập nghiệp thì Hoàng đã sở hữu được căn nhà này của mình và Hoàng đã tự lập hết, làm hết tất cả mọi thứ. Và trong thời gian dịch vừa qua thì Hoàng nghĩ rằng là Hoàng đã hoàn thiện được bản thân mình nhiều hơn. Hoàng đã học được rất nhiều món ăn và có thể là tự làm được các món ăn đó. Và sau đó thì Hoàng còn cắm hoa và cảm thấy đó là một cái niềm yêu thích, một cái sở thích mới của mình, là trang hoàng lại cho căn nhà của mình lúc nào cũng đổi mới. Ngôi nhà này đã cho Hoàng một cái cảm xúc rất là đặc biệt và cho Hoàng một nguồn năng lượng, và giúp Hoàng có thể phát huy được những cái công việc của mình, cái sự sáng tạo của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và chắc chắn rằng là họ sẽ phải nói lời cảm ơn tới ngôi nhà của chính mình. Thank you home. Dạ vâng, Cà Phê Tech cảm ơn anh rất là nhiều và tạm biệt anh ạ. Thưa quý vị, mong rằng thông điệp cảm ơn nhà của stylist Hoàng Cu đã mang đến cho quý vị một vài những giây phút thư giãn, và mong rằng quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng với Samsung trong chiến dịch cảm ơn nhà. Thưa quý vị, tình hình đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cơ bản dần kiểm soát được. Đây là kết quả của sự chung sức đồng lòng của cả nước và đặc biệt là sự đóng góp cống hiến của lực lượng tuyến đầu. Và có thể nói những chiến sĩ tuyến đầu thầm lặng này có thể là những y bác sĩ, và có thể gần gũi hơn là những cô thập vụ, những bác bảo vệ hoặc những tình nguyện viên đang làm việc tại các khu vực F0 hoặc các bệnh viện dã chiến. Họ đã dẹp đi những gánh nặng mưu sinh, những khó khăn của bản thân để có thể toàn tâm toàn lực phục vụ cộng đồng. Và hiểu được điều đó thì chương trình Cà Phê Tech kết hợp cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam khởi động chiến dịch lời cảm ơn, gửi tặng đến họ chiếc điện thoại thông minh Xiaomi như một lời cảm ơn, một món quà công nghệ giúp họ có thể hoàn thành được công tác một cách thuận lợi, dễ dàng hơn. Và mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh đầu tiên của chiến dịch lời cảm ơn.
tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tối 2 tháng 6 đưa ra dự báo thành phố có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc. Quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một nhiệm vụ rất quan trọng được đặt ra. Là bọn em làm thậm chí là 11, 12 giờ, có hôm là 1, 2 giờ sáng luôn. Và không kể thứ bảy, chủ nhật, bất kể các ngày lễ cũng đi làm luôn. Hầu như là mọi công việc chăm sóc con cái với lại nấu nướng trong gia đình là điều chồng em lo. Về gia đình, về con cái, đời này kia thì có nhiều anh chị sẽ phải gọi con về nhà. Phải xa con, xa gia đình, rồi các anh chị mà trực khu cách ly á, thì mình phải trực ở trong đây luôn. Còn riêng biệt gia đình của mình phải gác lại đi mà không an tâm, nhưng mà cũng phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Trưa thì là 11 giờ, chiều là 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi tụi em đi đưa cơm cho tất cả các bệnh nhân. Mình có mệt thiệt, mình có cực thiệt, nhưng mà lúc nào tụi em cũng đưa trách nhiệm lên hàng đầu. Có thể tụi em nhịn đói được nhưng mà không thể để bà con nhịn đói được. Nhớ hả? Nhớ nhiều không? Nhiều dạ nhiều. Dạ nhiều. Virus đi rồi về với con. Mất virus xong đi rồi về với con. Chính dịch lời cảm ơn do chương trình Cà Phê Tách TV khởi xướng cùng với nhà đồng hành Xiaomi Việt Nam thực hiện, gửi tặng đến những chiến sĩ thầm lặng đã tận hiến trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Bất chấp những khó khăn cá nhân, những nỗi lo mưu sinh được giấu kín để toàn tâm toàn lực phục vụ cộng đồng, dấn thân vào tâm dịch. Chiến dịch lời cảm ơn gửi đến họ món quà công nghệ như một lời tri ân sâu sắc và thiết thực, hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch và phục vụ cộng đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân các quận tại Thành phố Hồ Chí Minh, 100 chiếc điện thoại thông minh đã đến tận tay 100 chiến sĩ tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chiến sĩ kịp thời có thêm công cụ và động lực tiếp tục thực hiện công tác. The pandemic has caused a lot of difficulties to the local society in Vietnam, and it's really a concern and worries a lot of the entire Xiaomi in Vietnam. So it's good that we're able to reach out to Cafe Tech HTVs, where we understand that they're putting a lot of efforts and they also leverage a lot of technology to support and save the frontliners. This somehow meets with the Xiaomi missions, that to make technology and accessible and make everyone enjoy a good life with the technology. The most important purpose of Xiaomi working together with Cafe Tech HTV this time is really to participate and to share the efforts and actions that we work together, not only to support all the frontliners, but also we hope that by working closely with Cafe Tech HTV, we can share all our ideas to the societies, and hope by doing that, the whole societies and communities is able to get through this difficult time. Cảm ơn tất cả những người ở tuyến đầu chống dịch cũng như là những người đã chống dịch bằng những cách thức thầm lặng nhất để có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cảm ơn các cô chú anh chị tuyến đầu chống dịch đã không ngại khó khăn và phục vụ bà con hết mình trong khoảng thời gian dịch bệnh vừa qua. Trong những ngày dịch khó khăn như vậy đã hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc để có thể cung cấp cho người dân Việt Nam những sự hỗ trợ chu đáo nhất ngay cả khi ở trong tâm dịch. Lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu. Tụi con muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú. Được con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mong cô chú có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Kính mong cô chú có nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui để tiếp tục cuộc hành trình vì sự bình yên của đất nước nha.
Thưa quý vị, và đó là một vài những hình ảnh ý nghĩa đầu tiên của chiến dịch lời cảm ơn, và mong rằng quý vị hãy tiếp tục cùng chúng tôi theo dõi và đồng hành với chiến dịch này. Và đến đây thì chương trình Cà Phê Tác xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ 55 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7 giờ 10 phút sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi qua fanpage và YouTube Cà Phê Tác để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp từ công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.